con tin của người tận thế không? Ui, có đâu con ơi. Chứ con là con tin rồi đó. Ủa, mà sao con nói vậy? Ủa, giờ con nghe chuyện kỳ lạ lắm. Kỳ lạ làm sao? Hôm bữa con thấy có nguyên con ngựa vàng. Nó chích trôi, nó trôi ngang qua nhà con luôn. Ủa vậy? Không phải. Cái con này con nghe mọi nhậm cư. Nó chích trôi, cái chuyện nó cả xóm này không biết hết trơn á. Đây nè, để sao giải thích cho con nghe. Cái con ngựa vàng là nó có mấy cái dạch 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 đen đen vậy nè ở trên cái người của nó. Còn cái con heo mọi á là nó có mấy cái đốm đốm vậy nè màu đen nằm trên người của nó. Đó, hiểu chưa? Hiểu. Vậy mà con tưởng con ngựa nó xuống nước, mấy cái gạch gạch của nó nở ra. Có rồi bà ơi. Chưa. Ôi cha mẹ ơi, hết hồn hết vía cái gì. Cái gì thì nói đã đi, làm ta liệu theo vậy. Ôi, nói mà con nổi da gà luôn. Tôi nghe mà tôi nổi da gà theo. Cô tắc kè nhà con nó biết nói. Ừ, nó nói cái gì? Hôm bữa thằng Tí nó xạo. Ờ. Con tắc kè nó vượt thẳng với thằng Tí luôn. Nó nói cái gì? Nó nói là xạo ke, xạo ke, xạo ke. Bà mới xạo ke, từ nãy giờ là xạo ke dữ lắm đó. Con tắc kè nào mà biết nói xạo ke. Con tắc kè là nó kêu hả? Tắc kè, tắc kè, tắc kè. Con nói thiệt, con tắc kè nhà người ta, nó kêu tắc kè đúng rồi. Mà con tắc kè nhà con, nó kêu xạo ke. Ôi, xấu rồi. Sáu mà không tin, mai mốt Sáu qua nhà con đi, con cho Sáu nghe. Chứ mấy bữa nay á, nó đi chơi rồi, nó chưa có về. Trời ơi, tắc kè mày đang đi chơi nữa chứ. Bởi vậy mới nói. Bà đúng là nhiều chuyện á. Con đâu có nhiều chuyện đâu. Ủa, ai giống ông bảy quá vậy ta? Để con chạy ra coi thử nha. Đi đi. Ông bảy, ông bảy ơi, ông bảy, ông bảy ơi. Ông bảy ơi, ông bảy. Cái gì vậy? Đi đâu mà chạy nhanh dữ vậy? Con Hà, nó mặn gà, bị đứt tay, đưa lên trạm xá, mai mấy mũi. Hả? Thôi, chú đi nha. Bảo trọng nha. Tin khẩn tin gì? Con Hà, con chú Bảy. Ừ, nó làm sao rồi? Nó mình gà nó bị đứt cái tay. Mà rồi nó làm sao rồi? Đưa lên chập xá, mai ba mươi mấy mũi. Cái gì? Nó có cái tay không mai ba mấy mũi dữ vậy? Chắc mai luôn cái đầu á. Ủa mà sao mai cái đầu, đứt cái tay thôi mà. Thì trong lúc nó mừng gà đó là mũi lên đầu nó thấy gì á. Mà có thiệt hay không? Thiệt. Kìa chú Bảy kìa. Đâu chú Bảy, chú Bảy ơi. Sao chú Bảy con, sao? Chú Bảy ơi. Chú Bảy, chú Bảy ơi, chú cái Bảy. Gì nữa? Con Hải nó làm sao rồi? Bác sĩ bó tay rồi. Bó tay hả? Thôi đi nha. Bác sĩ bó tay rồi. Sao nữa? Chết rồi. Ai chết? Ủa gì mới đứt cái tay mà cái đầu giờ chết luôn rồi hả? Thì chú Bảy mới nói đó. Bác sĩ bó tay rồi. Trời ơi đúng rồi. Bó tay là tôi xong rồi. Trời ơi Hà ơi. Con mừng gà chứ chú gà mổ con gì Hà ơi. Ủa mà giờ mình sao đây? Không ấy, con với bà qua chi buồn nhà người ta đi. Đi. Khoan. Sao? Để con thông báo. Sao đi trước đi. Để con thông báo nguyên cái xóm này cái đã. Lẹ nghe không? Ơi đẹp xóm ơi, bà con họ hàng ơi. Bà con ơi, ra đây mà coi. Con cá thổi lội nó bò lên bờ. Vậy hả? Hai mắt chơi nhìn chưa nhìn sao giống như bà ta chỉ ở không quá.
tay cái thật con nhiều chuyện làm sao bị dạ lây nè. Con người ta đứt có cái ngón tay à. Bác sĩ băng cái tay lại, con đi nói là hả bác sĩ bó tay. Đồ con người ta chết nữa. Bây giờ dân làng cũng dí sao kìa. Thôi mạnh lên chạy đi. Anh sao rồi sao? Sáu còn nhớ cái hồi mà cái con với Sáu bị dân làng dí cái vụ con Hà không? Nhớ rồi, cái vụ đó là dân làng dí Sáu với con chạy sắp mặt đó phải không? Dạ. Rồi cái vụ đó làm sao? Để con kể cho Sáu nghe. Chuyện là như thế này. Tôi nhớ là tôi đâu có nhiều chuyện đâu. Sao ai cũng nói tôi nhiều chuyện hết trơn á. Dí hồi dân làng này ai cũng xa lánh tôi, với lại coi thường tôi nữa. Bây giờ tôi quyết định này, tụi cái gì? Tụi đó ơi, sống đất dân á. Phải vậy là tụi đó Tám nhiều chuyện với họ còn cái gan không kìa đó. Bà định đi đâu bà Tám? Trời ơi, con Hà Hà nó đứt cái ngón tay à. Mà bà đồn nó bó tay đến chết à. Thứ của bà thiệt là trời luôn á. Bà cười cái gì? Bà đi chốt bà. Nè, tôi nói cho bà nghe nha. Hôm nay chuyện làng vậy đó sao? Kể từ đó con đâu có dám về đây đâu. Ờ, nhưng mà thôi con cũng đừng có buồn. Mọi người bỏ qua cho con hết rồi, không ai trách cứ gì con hết trơn á. Kể từ cái ngày mà con đi, cái làng này nó buồn dữ lắm. Sao buồn vậy sao? Thì không có ai nhiều chuyện nữa nó buồn. Sao cứ chọc con quà? Sao nó chơi á? Ủa mà giờ con đi đâu vậy? Dạ con đi về nhà anh con. À, nhà của thằng Bảy Teo hướng này nè. Vậy bây giờ con đi nha Sáu. Ừ, con đi qua bển trước đi. Giờ Sáu qua, Sáu mua mớ đồ, cái rồi Sáu qua nha. Dạ. Ừ, ừ. Bye bye Sáu nha. Ừ. Chưa nhớ qua nhà con ăn cơm nha. Ừ. Đi bác Tài ơi, con kể chuyện bác Tài. Nếu không hay, con thôi tiền cho bác Tài luôn. Kinh nghệ. Ừ.
tắm mát mẻ nha, sạch sẽ nha, chưa chiến đấu nha con nha. Lần này con phải giết con gà của thằng bảy dịch cho tao. Cố gắng lên con nha, thua nhiều quá rồi, giờ mà thua nữa là hết tiền ăn Tết. Hết tiền ăn Tết xong kèm theo cái là bị đuổi khỏi nhà, tao vô tao ở chung với mày luôn á. Cái thưa với mấy chiến hữu rồi hết trơn hết trội. Bữa nay con Tám nó về nữa, sao ta? Ai rước nó? Em Tèo. Tèo ơi, Tèo ơi, Tèo ơi, đi đợi con chưa? Ra tìm hiểu con. Tiếng ơi con, có gì chuyện gì không Tiếng? Mày đi chậm chậm thôi, mày chạy, tao cố vô, mày dấp nấu, dấp. Ngồi xuống. Bữa nay á. Dạ. Bữa nay cô Tám con về. Dạ. Tí không đi đón được, con cứ nhìn Tiếng nha. Ủa, cô Tám về Tiếng? Đúng rồi, bữa nay cô Tám về quê ăn Tết. Tiếng kẹt công chuyện quá. Mà Tiếng bận công chuyện gì vậy Tiếng? Ừ, tao đi đá gà thôi. Hả? Đi đá gà Tiếng? Trời. Nhỏ nhỏ cái miệng mày coi. Lớm chùm. Mẹ mày nghe được, mẹ mày xé xác tao á. Ngoan đi, con khoái đá banh đúng không? Dạ. Tao biết mà. Chiều tí đi đá gà về, tí mua cho con trái banh. Dạ. Ừ. Thôi, đi, mình đi trước đi. Tao đi sau. Ngon lành. Lành, cục cưng bên hai phải chiến thắng nha. Chiến thắng nha. Tăng. Ông đi đâu giờ này vậy? À, tôi đi rước con Tám. Con bữa nay con Tám nó về á bà. Có phải đi rước con Tám thiệt không? Đúng, tôi rước con Tám mà. Vậy đi đi, anh là về ăn cơm á. Thoát rồi. Cha này, không biết có phải đi rước con Tám không? Cái mặt chả gian cái gì? Còn giấu cái gì trong áo nữa chứ? Sao xạo rồi biết tiệt tui à? Bà gà. Dạ. Bảy teo tới chưa? Chắc là mới sợ anh Bảy. Nó teo ngủ nhà luôn rồi. Đúng tụi bay. Sắp Tết rồi. Nghe tiếng đánh trống mỗi lần á, thấy nôn nao trong lòng quá à. Ý, mà hôm nay cô Tám từ bên nước ngoài về, chắc thế nào được nhiều tiền xì cho mà coi. Ủa, mà nãy giờ đứng đây đợi lâu quá, cô Tám nãy chưa thấy tới nữa. Lâu quá, mỏi chân chết vậy. Trời ơi. Đúng rồi. Tao teo thiệt rồi. Teo cái đầu tụi mày á. Tao tới nè. Trời ơi, hứa là uy tín, mày lớn mà. Mày cũng đúng hẹn đó. Sao không? Tao uy tín mà mày, đâu sợ mày đâu mày. Mày đem gà gì đó với anh Bảy tao mày. Nè mày, chuẩn bị coi mày. Con cục cưng của tao nè mày. Móc ra mày. Bách chiến bách thắng nè mày. Nè mày, gà khét mày. Ê tụi mày. Trời, tại sao? Biết sao? Con gà khét nghe cái tên rồi là biết vô chảo đâu, khét nghẹt luôn rồi. Nói mày. Đá xong thì biết con nào lên chảo mày. Gà mày đâu mày? Chơi mày, tôi nè mày. Gà. Mở ra, thêm. Sao mày? chơi mày. Đá mày. Bắt ra mày. Chơi mày. Đá mày. Ba gà. Có ba gà. Tiếp gà. Nhận gà. Em. Giống cô Tám quá vậy ta. Mặc đồ sang trọng. Thôi ông ta. Cô Tám. Má. Ủa, cô là người nước ngoài hả? Cô sẽ mang giọng xương mất măng. Trời ơi, cô hỏi cô là người nước ngoài hả? Hay hơn một bất quý à. Cô là người Việt Nam. Ủa, cô là người Việt Nam? Sao nãy giờ cô hỏi cô cứ quát hoài vậy? Mà cô đi đâu vậy? À, cô đi tìm nhà. Trời ơi, cô đi tìm nhà ai? Con là trùm khu này luôn á. Ghê, ở trùm khu này luôn hả? Sao? Cô đi tìm nhà ai? Cô đi tìm nhà anh cô. Ủa, anh cô tên gì? Anh cô tên Bảy Teo. Ủa, anh cô tên là Bảy Teo? Ừ. Vậy cô có phải là cô Tám Heo không? Không phải, cô Tám Quéo. Ý, cô Tám Quéo vậy rồi, cô Tám Quéo vậy rồi. Thiệt á. Dạ. Tên Tám Quéo á, tên cũng tên của cô. Dạ. Cô ra nước ngoài, cô đổi tên rồi. Tên gì vậy cô? Cô Tám Quéo Ếch. À. Ủa, cô Tám Quéo Heo vậy, tới cô Tám Quéo Ếch luôn, Ếch hả? Không phải.
S, hiểu chưa? À, cô Tám quéo không phải, cái đó là cô đánh dần, còn S mới là ông đánh dần, hiểu chưa? À, cô Tám quéo Ừ, mà sao cô biết tên cô vậy? Trời ơi, con lặng tẹo nè cô. Cái gì, thằng Tèo? Dạ. Phải mày là con Bảy Tèo anh cô không? Dạ. Dạ, thì dẫn con về trước đi. Khoan cô. Nhưng mà cô từ bên nước ngoài về á, không biết cô có gì không vậy ta? Quà đúng không? Trời ơi, sao cô hiểu tâm lý con dữ vậy? Trời ơi, do nước ngoài phải có quà chứ con. Mà cô cho nước, cô cho cái một món quà này gia đình con sạch cả năm luôn. Cái gì vậy cô? Đây, để cô xíu nha. Ủa, đảo vậy? Ủa, cái này là trong cuốn lịch của gì cô? Thì đúng rồi, cái này là cuốn lịch đó con. Ủa, sao cô nói xài một năm? Thì đúng rồi, mỗi lần á mà con xé một tờ ra thì lúc đó đúng một năm rồi. Trời ơi, cô kỳ quá à. Cô giỡn thôi, tết rồi phải có lì xì đúng không? Dạ. Rồi để cô lấy cho nha. Nè, cảm ơn cô. Cái đứa ở luôn mày. Thằng ghê nha mày. Nhớ mày. Ghê mày. Xạo mày à. Vô con. Giữ mày. Khỏe mày. Giữ mày. Ghê mày. Khỏe mày. Khoan mày. Đứng gì mày. Gà tao khát nước mày. Có nước không? Không có nước mày. Không có thôi mày. Khỏe mày. Giữ mày. Ghê mày. Giữ mày. Giữ mày. Ghê mày. Ghê mày. Thả mày. Khoan mày. Đứng gì nữa mày? Gà tao đấy bộ mì xin lúa mày. Không có lúa mày. Không có cơm đâu mày. Không có cơm mày. Thôi ăn luôn mày. Đá mày. Chơi mày. Chữ mày. Chữ mày. Ba bớt gà không có mày mày. Lộn mày. Quay tôi đá mày. Đủ đạn tụi mày có đau. Đá mày. Đá đi mày. Chơi mày. Chữ mày. Chơi mày. Đá mày. Chữ mày. Chữ mày. Thôi nghe. Thôi nghe. Thôi nghe. Cái gì vậy? Cụ đạn mày dám lừa tao mày. Anh Bảy thấy em. Bình tĩnh lên mày. Giờ mày làm sao mày? Mày đang rất giờ mày mày ốm giờ mày muốn chạy. Mày không xem cái bản mặt anh Bảy đâu ra gì hết mày. Mày bây giờ mày muốn sao? Không dám đánh tao mày. Rồi, xin lỗi mày. Mày bỏ kẹo ra nói chuyện với tao đi. Ngậm cái kẹo nói chuyện không có nghe được gì hết. Xin lỗi mày, em nóng quá. Bây giờ mày sao? Mày đang đá gà với anh Bảy tao, mày ôm con gà mày bỏ chạy là mày ý gì? Tao, mày muốn gì? Mày nói gì? Mày lưu đạn mày, lưu đạn mày thử xanh ra má mày. Mày ra mày nói. Cho tao nói chưa? Mày nói đi. Tụi bay, lộn mấy anh, tha cho em đi. Em mà đá gà thua hết tiền, không có tiền ăn Tết. Vợ về đổ em ra khỏi nhà chết em luôn á. Mấy anh, tha cho em nha. Tèo ơi, cứu tiên tèo ơi. Cứu tiên, cứu tiên tèo. Mẹ tiên có sao không? Tắm. Ta cứu anh Tám ơi, cứu anh đi Tám ơi. Anh lại đi lấy gà rồi đúng không? Tại anh bỏ không được Tám ơi. Cứu anh đi, mấy người này quýnh anh chết. Mọi chuyện để em lo. Làm mấy người với anh tôi. Anh tôi làm gì mấy người? Mà mấy người là ai? Là ai hả? Là ai hả? Giới thiệu là ai? Dạ. Xin trân trọng giới thiệu cho bà biết, đây là anh Bảy Dịch, chuyên buôn bán heo nái, nổi tiếng cái cồn này. Đúng tụi bay. Heo quá heo. Dạ, xin lỗi anh Bảy. Đây là anh Bảy Dịch, chủ chạy gà ở chỗ này. Thằng anh của bà là đá gà mà ôm gà bỏ chạy. Bây giờ bà giải quyết cái gì? Giải quyết làm sao?
mấy người biết tôi là ai không? Tôi xin tự giới thiệu cho mấy người biết, tôi là bà Tám nhiều chuyện nhất ở xa này luôn. Bà nghĩ sao vậy? Bà nhiều chuyện ai mà sợ? Mấy người cười khi dễ tôi hả? Tôi sẽ cho mấy người biết độ lợi hại của bà Tám nhiều chuyện. Anh phải tránh ra. Phải tránh ra. Dạ. Ủa? Sao vậy Bi ơi? Có bị gì vậy? Hay hay quá, hay quá Tám ơi. Cảm ơn Tám. Thôi, đi về nhà nha. Đi về nhà. Quên. Kêu Bi xử đẹp anh luôn. Tám ơi. Gì vậy? Mình nè. Mình. Ông đi đâu giờ này mới về? Tôi rước Tám nè mình. Tám. Tám về hả? Đúng rồi. Tôi hỏi ông một lần cuối. Ông đi đâu? Tôi trả lời rồi bà, tôi nói thiệt, tôi rước Tám nè. Ông rước con Tám. Mà cái bội gà của tôi hai con mất một con. Con gà khác đâu? Con gà khác ai trái rồi. Ê mày gà khác đây, gà khác đây, gà khác nè. Mẹ tí đi đó gà, tí còn hứa mua cho con trái bánh nữa mẹ. Im coi, ai mượn mày khai vậy? Anh lớn già đầu không ra làm ai hết trơn, suốt ngày cứ đi đá gà hoài. Chị mấy xin lại gì mấy cô coi đó, ở nhà không coi, suốt ngày đi đá gà. Đá gà, đá gà. Em chóng mặt lắm rồi. Mình ơi, mình thay tôi đi mình. Thay tôi lúc này đi. Tôi hứa với mình là từ nay về sau tôi không có cái đá gà hàng ngày nữa đâu. Tôi hứa chắc luôn là hàng ngày không bao giờ đi đá gà nữa. Lâu lâu cho đi đá một lần. Chồng nói con ơi, mày quýnh kiểu này người ta dòm người ta cười, mày quýnh tao không chứ mày có quýnh nó đâu. Cô Sáu coi á, nhà cửa nó không coi, tối ngày nó đi đá gà không à. Mày bậy, tại sao mày đi đá gà? Nhưng mà con ơi, là không có gì hết trơn á, có gì vợ chồng mình vô nhà đóng cửa lại dạy bảo nhau nghe không con? Đúng. Hàng xóm người ta cười. Đúng cái gì? Anh bảy xin lỗi chị Bảy đi, rồi thì Bảy tha cho. Tha cho đi mình, tôi hứa với mình là không đá gà nữa, tôi hứa uy tín. Hứa hẹn cái gì? Ông hứa với tôi cả trăm lần rồi, có làm được đâu. Ông thề đi tôi mới tin. Thề đi con, thề đi. Thề. Thề. Tôi Bảy Teo xin thề, từ nay về sau tôi không đi đá gà nữa. Nếu mà tôi đi đá gà, cho tôi đá trận nào cũng thắng luôn đi. Ông thề thề lại cho. Mày thề đàng hoàng coi. Tôi thề từ nay về sau tôi mà đá gà nữa, chứ trận nào tôi cũng thua đi. Vừa lòng mình chưa? Rồi đâu phải vậy coi được không? Thôi mà chị Bảy, thấy anh Bảy cũng ăn năn sám hối rồi. Chị Bảy tha cho anh Bảy đi. Nhưng mà chị Bảy, đi mà tha cho anh Bảy đi. Đúng rồi, tha đi con. Tha đi cho nhà nó yên tĩnh nha con. Bây giờ nè, bữa nay Sáu cô đem theo con vịt sim. Không mấy bây giờ mình vô mình làm mâm cơm cho mình mừng con Tám về. Đó vậy đi cho gia đình nó im xuôi nghe con. Vậy mới ngon lành. Thôi được rồi. Tôi nể mặt mọi người ở đây á. Tha cho ông lần này. Thôi vô mừng vịt. Đi vô mừng vịt. Gì nữa, gì nữa. Ông mừng con gà đấy cho tôi. Ê bậy. Thôi mày, trời ơi, mừng là đúng rồi. Mừng đi. Là tôi mừng ông luôn đó. Mừng đi. Cục cưng ơi. Mừng đi tí. Mừng đi. Vĩnh biệt cục cưng.
vô cùng thương tiếc bao tin đồng chí Nguyễn Hữu Khét, tên thường gọi là Gà Khét, đã vĩnh viễn lìa đời. Từ nay xa cách mong gì ta trong ấy gái gái Khét ơi, Khét ơi, Khét chết luôn rồi, Khét ơi, Khét ơi. Thương thơm quá. Trời đất ơi, con gà chết mà ông ngồi ông khóc giống như ma trù vậy. Cưng của tôi chết đi tôi đau lòng lắm. Đau lòng gì? Tôi chết nè, chưa chắc ông khóc được vậy nữa. Cưng ơi, nhìn cái mặt hay ghét à. Cục cưng ơi, cục cưng ơi. Anh Bảy, chị mượn đùi đi. Đùi hả? Dạ. Đùi. Này, ăn đi. Dạ. Đi đi đùi cục cưng. Cục cưng trả trả đùi đi. Trả đùi chứ. Cái đùi cục cưng mà. Trời đất ơi, bay ơi. Bay lớn già cái đầu mà bay cứ hả? Chồng ghẹo nhau hoài vậy bay. Dạ. Thôi mọi người vô ăn cơm nha. Ngồi đây con. Mời Sáu ăn cơm. Mọi người ăn cơm nha. Ăn đi tụi con. Ăn nhiều nhiều nha. Tụi con ăn luôn. Ăn đi. Ủa quên, thôi khỏi. Tụi tôi gấp. Đồ ăn nhiều lắm mấy đứa ơi, ăn nhiều nhiều nha tụi con. Vậy em ăn nhanh bảy. Tự nhiên mà. Ê, Tám. Ủa, Tám, sao vậy Tám? Tám. Con bị gì vậy Tám? Sao vậy? Sao con trống bị đúng răng vậy? Sao kỳ vậy? Răng giả. Sao là biết à? Sao? Sao vậy Sao? À, bay có nhớ cái phần 1 mà chuyện bà Tám không? Có. Cái khúc cuối đó mày nhớ không? Là dân làng dí tao nó chạy ngoài đường, xong rồi nó dắt té, nó gãy hai cái răng. Nó đi qua bên Mỹ trồng hai cái răng giả mới xài tới bây giờ luôn. À, ra cái tập nhiều chuyện. Bỏ tập nhiều chuyện nha Tám. Quê ăn Tết, thăm cha mẹ thân thuộc đồng quê hương. Dù ai đi xa khắp nẻo muôn phương, cuối năm rồi cùng về quê chúc Tết. Chúc ông bà sống lâu thật lâu, chúc cha mẹ hạnh phúc vui vẻ, chúc anh chị em năm mới phát tài. Nào ta cùng về quê ăn Tết. Năm nay ai cũng mong về người đi, về đây ăn Tết với quê hương mình thật đồng. Done.
vào tình thương.